Trên bàn mình đây đang là một chiếc laptop đến từ nhà Asus với mức giá cũng kiểu trong khoảng tầm trung thôi, đâu đó 22.490.000. Và theo mình cảm nhận nha thì chiếc máy này rất là đáng để chúng ta đầu tư luôn. Các bạn có thể sử dụng nó để mà kiểu là vừa đi du học nè, sau về dài, về lâu dài đi làm rồi những cái ngành nghề về đồ họa luôn. Tại vì em này nó có rất nhiều cái ưu điểm, giống như là chip cũng rất là mới và đồng thời thì cũng có một cái bộ nhớ khá là khổng lồ luôn đó. Vậy thì chi tiết như thế nào? Cùng mình đánh giá sau phần intro này nhé. Let's go. Về thiết kế của em này thì mình đánh giá là nó không quá tối giản nhưng mà nó cũng không quá gọi là không quá lố, nó không quá cá tính. Nói chung là những ai cho dù là thích cái sự tối giản nè hay thích cái sự ngầu lòi mạnh mẽ đồ các kiểu á, thì vẫn có thể rất là thích về cái thiết kế của em này. Trong cái quá trình mà mình sử dụng á, thì mình cảm thấy là nó không hề bị gọi là bị lỏng lẻo một chút xíu nào cả đó. Mang vác hay là gập mở lên xuống gì đó nó cũng đều rất là chắc chắn luôn, được gia công rất là khít với nhau luôn. Rồi ở mặt lưng của em nó thì cũng không có quá nhiều chi tiết, nó chỉ có những cái họa tiết in, đầu tiên là in về những cái dải sọc xuống như thế này này, và kèm với đó là cái logo của dòng Tough Gaming được in ở đây thôi đó, và cũng rất là mờ nhạt luôn. Dưới ánh sáng mạnh như thế này hầu như là không có nhìn thấy cái phần logo này nhiều. Nhìn chung thì nó cũng rất là đơn giản nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái sự gì đó gọi là tạo được cái điểm nhấn cho chiếc máy này. Và ở phía trên cái bảng mặt lưng thế này sẽ có một cái gờ như thế này để chúng ta có thể dễ dàng mở máy hơn nha. Và cái khối lượng của em máy này thì mình đánh giá nó vẫn khá là nhẹ nhàng so với chiếc máy laptop gaming khác, nó chỉ có 2,2kg mà thôi. Và em này thì cũng có hỗ trợ đầy đủ các cổng kết nối để chúng ta có thể dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi, giống như là một cổng Thunderbolt 4, một jack tai nghe 3.5mm, một cổng USB Type-C, hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và một cổng LAN nha. Và chiếc máy này thì được trang bị viên pin là 56Wh, cho nên là trong cái quá trình mà mình sử dụng làm các tác vụ văn phòng nè, có dựng clip quá trình nó nhẹ nhẹ thì nó có thể cung cấp cho mình thời lượng sử dụng đâu đó khoảng 3 đến 4 tiếng. Còn nếu như mà chơi cái tựa game nặng nè, đó là những cái tác vụ nặng hơn giống như là dựng những cái video rất là nặng luôn á, thì nó sẽ cho mình cái thời lượng sử dụng từ khoảng 1 đến 2 tiếng mà thôi. Tuy nhiên là dù làm văn phòng hay là chơi game hay làm bất kỳ cái tác vụ nào đi chăng nữa, hãy luôn cắm sạc đó để chúng ta có thể đạt được cái hiệu năng tốt nhất của máy và không bị gián đoạn các quá trình làm việc của mình nha. Và bàn phím của em này thì sẽ là layout 98% với một cái cụm phím số riêng biệt luôn. Đó, những ai mà hay nhập liệu hay tính toán á, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng thao tác trên đây luôn. Không cần phải gọi là đang bấm chữ xong rồi phải nhảy lên bấm số nữa mà chúng ta có thể dễ dàng thao tác cả hai tay cùng một lúc luôn. Và cái hành trình phím của em này nha, theo mình cảm nhận á, thì nó cũng gọi là nằm ở mức vừa ổn thôi. Nó không quá sâu và nó cũng không có gọi là cảm giác nhấn nó quá là đã. Đó, bù lại thì nó cũng có một cái độ gọi là một cái độ nảy nhất định nè. Rồi, về cái phần các nút phím, các bố trí khoảng cách của các nó thì mình cũng cảm thấy rất là ok luôn. Trừ một cái là mình, theo cá nhân của mình cảm nhận nha, là cái nút phím này nó hơi nhỏ một chút xíu. Đó, nó chỉ vừa đủ một cái đầu ngón tay của mình thôi. Bù lại thì cái phần touchpad thì khá là lớn và cái cảm giác ghi trên đây nó cũng rất là mịn luôn. Khi mà mình bị ra mồ hôi tay hay là tay đang bị ẩm đồ các kiểu á, thì nó chỉ có một cái độ rít hơi nhẹ một chút xíu và nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái quá trình mà mình di chuột trên cái touchpad này nha. Và cái phần hiệu năng của em này chính là cái mình đang muốn nói, là các bạn tại sao phải nên đầu tư vào một cái chiếc máy như thế này ngay từ khi còn đang đi học. Tại vì sao? Tại vì em máy này thì nó được trang bị những cái con chip rất là gọi là cũng là một cái đời mới và đang hỗ trợ được rất là nhiều luôn. Đó, điển hình như là em này thì đang có cái con chip là Intel Core i5-12500H kèm với đó là card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 3050. Đó, một cái là đời thứ 12, một cái là series 3000. Thì đây đều là những cái đời nó còn rất là mới và đang được các nhà sản xuất hỗ trợ rất là nhiều. Đối với những cái điểm số Cinebench mình đo được của em máy này, mình sẽ để trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi nha. Đối với những chiếc máy giống như thế này, cái việc làm văn phòng dĩ nhiên là không cần phải nhắc nữa. Những cái việc giống như là đánh máy, đánh Word, rồi làm PowerPoint, Excel, Canva, các kiểu, nói chung nó quá là nhàm. Những cái chiếc máy giống này không thể nào mà không làm được cái điều đó cả. Kèm với đó thì cái việc mà các bạn chơi game, các bạn dựng đồ họa nặng nói chung, thì cái em máy này đều hỗ trợ được các bạn rất là tốt trong cái vấn đề đó. Thật sự không cần phải lo lắng luôn. Dù cho bạn là một cái người đang gọi là sinh viên của bất kỳ ngành nghề đây nữa, quan hệ công chúng, PR, marketing hay là thiết kế đồ họa, thiết kế kỹ thuật số, thiết kế thời trang, nói chung là bất kỳ cái ngành nghề nào cũng có thể dễ dàng sử dụng chiếc máy này và ứng dụng được em nó trong những công việc hàng ngày của mình một cách rất là tốt luôn nha. Kèm với đó thì em này có cái mức RAM cơ bản là 16GB, có thể hỗ trợ bạn làm được đa tác vụ rất là nhiều luôn. Trong cái quá trình mà sử dụng mình bật rất là nhiều tab, kèm với đó là rất nhiều cái ứng dụng song song chạy ngầm nữa, nhưng mà thật sự không hề cảm giác là nó bị giật lắc hay nó bị chậm một chút xíu nào cả. Mọi thứ được diễn ra rất là mượt mà và nhẹ nhàng luôn nha. Còn một cái phần nữa mình cảm thấy nó rất là đáng giá đây chính là SSD
của em nói nha. Trong cái tầm giá 22 triệu, 22,5 triệu đổ xuống các kiểu á, nói chung là dưới 25 triệu, thì mình rất là khó thấy những cái chiếc máy mà có cái mức SD là 1T. Nhưng mà chiếc máy này chỉ với 22,4 triệu thôi thì các bạn đã có ngay cho mình một cái dung lượng dự trữ lên tới 1T luôn. Nó vừa hỗ trợ các bạn một cái tốc độ đọc ghi, vận hành, mở ứng dụng một cách nhanh chóng, và đồng thời thì cái dung lượng này nó cũng rất là nhiều và rất là đầy luôn. Kiểu giống như là các bạn thì thoải mái lưu trữ là bài học, rồi những cái bài tài liệu nè, rồi hả clip ảnh, rồi game, nói chung là mọi thứ luôn, đến 1T lượng. Thật sự nếu mà một trong một cái chiếc máy giống như vậy với cái dung lượng là 1T á, thì mình cảm giác là mình sẽ không bao giờ xài hết luôn. 512GB đã không xài hết rồi thì 1T là chắc xài đến mãn kiếp luôn á. Về cái mặt gaming thì em này hoàn toàn cân được rất là tốt nha. Với những tựa game nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại thì mình có thể đạt mức FPS từ 200 trở lên luôn và không hề gặp tình trạng giật lag, mặc dù là cái thiết lập cấu hình ở đây là cái mức cao nhất, và trải nghiệm khi chơi game rất là tốt và rất là trọn vẹn, hình ảnh đẹp. Và tương tự với cái tựa game CS:GO, khi mình đạt được mức FPS là từ 200 đến 300.000, hình ảnh được tái tạo rất là sắc nét và sinh động luôn. Rồi, còn đối với những tựa game như là Valorant này các kiểu á, thì theo mình cảm nhận nha là nó vẫn rất là ok luôn. Cái mức FPS trung bình vẫn luôn trên cái mức là 90 nha. Và mặc dù có những cái biến động liên tục nhưng mà trải nghiệm thực tế thì mình không thấy một chút giật lag nào cả. Và em máy này hoàn toàn thì cân được tất cả các trò chơi nặng nề khác nha. Em này thì có kích thước màn hình là 15,6 inch, nhìn chung nó không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Khi mà làm để chơi game, xem phim, làm văn phòng, dựng clip, dựng ảnh đồ các kiểu, nói chung nó là cái mức kích thước vừa đủ với chính với những cái tác vụ giống như vậy nha. Kèm với đó là em này có cái tấm nền IPS cùng độ phân giải là Full HD, và cái độ phủ màu của em này là 62,5% luôn. Cho nên là dù chơi game hay là xem phim hay là bất kỳ cái tác vụ nào thì cái màu sắc hình ảnh cũng đều được tái tạo rất là sắc nét và chi tiết, màu sắc rất là đẹp, trong trẻo và tươi sáng luôn nha. Và em này thì những cái phần viền màn hình của em nó đó, ba cái cạnh viền như thế này thì nó rất là nhỏ luôn. Mình có cảm giác là cái phần màn hình của mình sẽ được kéo dài hơn, cái góc nhìn nó cũng sẽ được rộng rãi hơn rất là nhiều luôn. Và đồng thời thì em này có cái tần số quét là 144Hz nha. Đó, khi mà các bạn chơi cái tựa game nặng nè, những cái tựa game mà có cái tốc độ chuyển động, cái tốc độ của hình cao và nhiều hiệu ứng á, thì nó không hề gây ra cái tình trạng là bị giật lắc hay bị nhiễu hình hay bị xé hình một chút xíu nào cả, rất là thoải mái luôn. Và các bạn có thể tham khảo thêm về em máy này thông qua trang web Thế Di Động, mình để link ở bên dưới nha. Tóm gọn lại thì chiếc máy này các bạn làm cái gì cũng được, từ cái việc học tập văn phòng đến cái việc mà để dành lại sau này đi làm luôn á thì rất là ok luôn. Tại vì em này ngoài cái việc có hiệu năng mạnh mẽ ra thì cái độ bền của em nó cũng rất là mạnh luôn, do em nó có cái độ bền chuẩn quân đội cho nên là nó rất là bền. Các bạn có thể sử dụng ngay từ lúc mà đang đi học, thậm chí là mang ra đi làm cả mấy năm trời luôn, thật sự không sao cả. Mình có một cái chiếc máy đã xài được 12 năm luôn rồi mà. Đó, cho nên á là cứ thoải mái mà sử dụng em này nha. Đặc biệt là những cái bạn mà tân sinh viên đang cần thì cho mình một chiếc máy laptop đủ mạnh mẽ để có thể đồng hành cùng mình trên các buổi học tập nè. Kèm với đó có thể hỗ trợ mình đi làm thêm, làm những cái việc giống như là thiết kế, dựng ảnh, dựng clip vân vân, hỗ trợ giải trí, và kèm với đó là mang theo đi làm luôn nha. Đó, rất là tiện, rất là tuyệt vời luôn, mà chỉ có 22,490,000 mà thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể mua em nó với một cái mức giá ưu đãi hơn cũng như những cái khuyến mãi khác đang có tại Thế Di Động thông qua đường link mình để dưới phần mô tả nha. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng là giúp các bạn tìm được chiếc laptop ưng ý. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video sau nhé. Bye bye.